Maracat là nhạc cụ gõ gồm bầu rỗng có tay cầm, bên trong đựng những hạt đậu hoặc viên đá nhỏ. Nhạc cụ này thường chơi theo cặp, âm thanh được tạo ra bằng cách lắc tay cầm. Chúng ta cần chuẩn bị chai nhựa, lõi cuộn giấy, băng dính, kéo, phễu, các hạt nhỏ như ngô, gạo, lạc, đỗ hoặc các viên sỏi nhỏ. Đầu tiên, chúng ta sẽ cho các hạt nhỏ vào chai. Lưu ý, không nên cho quá ít hoặc quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đến âm thanh của maracas. Tiếp theo, ta dùng kéo cắt lõi cuộn giấy theo chiều dọc, rồi lồng vào cổ chai và lấy băng dính cuốn chặt lại để làm cán maracas. Chúng ta có thể sử dụng băng dính màu để trang trí cho đẹp. Như vậy, sản phẩm của chúng ta đã hoàn thành rồi.